Chị có điện thoại không? Không, không có điện thoại mà tôi nói chuyện. Tại cá độ cũng gì cũng nói chuyện. Rồi nói sao? Thì chú làm tin tôi nói chuyện. Nghĩa, chú này chú hỏi cho chú mượn 1 tỷ đi như bố thí người ta đó, giúp đỡ mấy người nghèo. Không biết cũng hỏi chú là ai. Dạ con đó thì mình 200.000 chiếc bay vàng. Nó bay vàng bự hay nhỏ? Chiếc bay mình bay đó, bay bự đó, bay 300-400 người đó. Cái bắt đầu là cái tôi kệ tôi, mình có vốn rồi, kệ mình cá thí. Bây giờ con còn được chiếc nào không? Còn. Đâu? Đậu trên sân bay á, trên thành phố á. Con còn được mấy chiếc? Bay vàng bữa hổm là 6 chiếc. Rồi cái bắt đầu là con tôi mới chơi thua, cái bắt đầu tôi cho nó mới còn có 1 chiếc. Chào buổi hội, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Trên cái đoạn đường này từ huyện Phú Tân về huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang á, thì buổi hồ bắt gặp được hình ảnh một cái ngôi căn chòi. Thì có vẻ như là cái căn chòi này rất là tạm bợ luôn cô bác quý anh chị. Thì để tìm hiểu như thế nào mời cô bác quý anh chị cùng theo buổi hồ ha. Ở cái căn chòi này thì được xây bởi một cái được không phải là xây mà dựng bởi những cái tấm bạc ha, nhìn rất là kiểu giống như các căn chòi mà các đứa bé chơi ngày xưa cô bác quý anh chị. Ở đây bùi hồ thấy có một cái chén, cái tô gì nè. Chào con. Chào nghỉ, cái này là ván, cái này là cái gì hả con? Cái đó bún, trong đó là chưa mua mà ăn nhiều sáng chưa ăn. Vậy hả? Con tên gì? Tên Loan. Cô Loan. Dương Thị Loan. Cô Dương Thị Loan, nhà cô ở đâu? Cũng như hồi đó xứ sở quê hương thì cha mẹ ở đây. Sao mới về trong số 5 chứ không? Số 5? Số 5 rồi bắt đầu á. Thằng trai với con gái nó thì nó đi thi đấu. Đấu gì con? Đi đánh ngày võ ở ngoài nước ngoài á. Cái hai đứa nó mới nó ăn cái nó cho tôi, hai chị em nó cho tôi 10 chiếc bài vàng. 10 chiếc gì? Mấy bài vàng á. Mấy bài vàng hả? 1 chiếc 100.000 tỷ. Ghê vậy? 10 chiếc là 100.000 tỷ. Cái hai chị em nó biết sao không, cho bỏ chiếc thẻ hoài mà tôi không có tiền xài gì chứ. Cái bắt đầu hai chị em nó mới đấu giá sân bay chỗ đất, được cái sân bay. Sân bay cái một chiều tối lại cái nó hốt, nó lấy lại 10 chiếc bay vàng của nó. Rồi như là nó cho họ lấy lại đó, rồi còn lại cái nó mướn người ta hốt. Ta hốt thì vô thẻ cho tôi. Cái ông Giang ở nước ngoài á, em đốc nước ngoài á, cái ông mới rủ tôi cá độ. Mà tôi có biết đâu, hỏi cá độ làm sao. Ông nói bây giờ bây nằm trên võng đó, tại tôi nằm chơi trên võng mà tôi chạy miên đó, từ lúc sợ đó chạy miên dưới này nè. Nhà của cô Năm đó, bà chết rồi bỏ lại cái nhà không mà cái mấy đứa cháu nó, mấy đứa em nó kêu dùm vô để ở đỡ đi. Nằm võng gặp nói tao với cá độ, hỏi cá độ làm sao. Bây giờ tao biến bây gì trời. Tôi nói ông nội sao biến được. Được, tao biến bây lên trời là được thì bị thua tao. Hỏi thua nhiêu lúc đó thì mình 200.000 chiếc bay vàng. Cái bay vàng bự hay nhỏ? Chiếc bay mình bay đó, bay bự đó, bay 300-400 người đó. Cái bắt đầu là cái tôi kệ tôi, mình có vốn rồi, kệ mình cá thí. Bây giờ con còn được chiếc nào không? Còn. Đâu? Đậu trên sân bay á, trên thành phố á. Con còn được mấy chiếc? Bay vàng bữa hổm là 6 chiếc. Rồi cái bắt đầu là con tôi nó chơi thua, cái bắt đầu tôi cho nó mới còn có 1 chiếc. Chiếc một cái bắt đầu tôi ăn lại, bây giờ tôi 2 chiếc bay vàng với 1 chiếc bay trắng. Bay trắng ông Giang mượn ra nước ngoài. Bay đi bay lại đó. Cho tao mượn máy bay luôn. Cái đó như cái ông giám đốc đó, cá độ với mình đó, rồi ông mượn bay qua bay lại. Cái bắt đầu tôi ăn ổng ngày tôi ăn nhiều, 200.000 chiếc cái ổng biến thùng được tôi ăn. Ăn hoài ăn riết rồi ổng cáo quá trời nhiều luôn, cái gì nè. Đi đường bộ nha, khoảng 10 cây số mà ông ba cá vậy nè, 50.000 chiếc, 20.000 chiếc, 30.000 chiếc, ngày nào cũng ăn hết. Ăn riết rồi ông cá tới gì nè, ông cá tới tôi cầm bọc xài. Cái ông nói thôi giờ tao với bay cá bọc xài. Cái tôi nói cá bọc xài sao? Ông nói tao nói cái bọc nó chừng 700 gram. Tôi nói thôi 700 gram trở xuống, tôi 800 gram trở lên. Cái tôi ăn ổng nữa, cá một lần là 40-30.000 chiếc rồi, không ai nhiều lắm. Cái tôi ăn ngày ngày nhiều quá trời nhiều luôn.
Cái này là cái nhà của con hả? Cái này cái trại. Trại. 54 tuổi. Cô Loan ở đây với ai? Cũng như tôi ở chổng, tôi ra đây tôi che, tôi ở cái thằng Ân à. Sao không ở trong đó nhà mà che, sao con thấy tạm bợ như vậy? Ở đây đâu có nhà, có là cũng như tôi cá độ tôi ăn dưới đó mà tôi xuống dưới lần nào cũng mấy đứa nó mượn nhà, nó ở nhà chăn bánh đỏ, nhà lầu trắng đó đó. Cô có mấy cái? Cộng hết trơn là xây hay không đó là 16 cái, tôi mua một cái là 17 cái. 17 cái biệt thự hay vậy? Nhà lầu với có nhà cấp 4 một cái. À, nhà Thái có 2-3 cái nhà Thái, còn như nhà lầu 1 tầng tới 9 tầng. Ghê vậy? 8 tầng, 8 tầng ở trên chỗ đất là 1 cái 8, 1 cái 7. À. Ở giường thơ 2 cái 7 cặp. Dạ, vậy là cô Loan là đại gia rồi. Đúng rồi, ông tổng thống còn thua tôi nữa. Ông cái gì tôi không thua, ông cái gì nè. Ông cá tổng thống nào, nước nào? Nước Việt Nam mình á. Nước Việt Nam mình sao có tổng thống được? Có ông tổng thống là ông đó, ông tên ông ở Châu Đốc á. Ừ. Ông cá ông nói tài sản ông nhiều, tôi nói tài sản tôi nhiều. Ừ. Cái tôi nói thôi giờ tôi với ông cá, nếu mà tôi tài sản tôi ít thì tôi thua ông ăn hết tài sản tôi. Còn miếng mà ông thua tôi ăn hết tài sản ông. Yeah. Cái ông thua tôi ăn hết tài sản ông. Ừ. Cái ông hết tiền đi. Cái bắt đầu ông đội tự dặn chết. Yeah. Bắt đầu con gái tôi thấy tội nghiệp. Nó có sân bay mà thành phố là của nhỏ gái đó, Bùi Thị Tuyết Nhung đó. Rồi vậy? Sân bay của tôi thì trên kia, sân bay ở mà thành phố là của nhỏ gái. Cô có cái sân bay rồi, con của cô có cái sân bay nhỏ gái không? Là nhỏ gái, nó thi đấu đó với thằng trai nhỏ đấu. Nhỏ gái đó. Sân bay mà máy bay mà mạ vàng luôn. Máy bay vàng luôn. Cho có chiếc máy bay nào cho con mượn chiếc rồi. Ở trên Châu Đốc á. Ở trên mạng thành phố là vàng đậu chển. Còn máy bay trắng thì ông Giang ở đây, ông Giang bay qua bay lại. Bữa hổm nó đậu ở chển tới 6 chiếc rồi đó. Dọc đó. Mà sao biệt thự, có biệt thự không ở mà ở đây? Có biệt thự đó mà chưa ăn tính dưỡng tăng gia đó mà chưa nàng cái. Để tôi kể cái biệt thự đó ha, 9 tầng lầu đó là cái 8 tầng, cái 7 tầng, 2 cái dọc, 3 cái dọc. Cái đường về cái cầu Ân Sương trở lại. Cầu Ân Sương trở lại đi vô cầu Ân Sương phải không, mà phía bên tay trái á. Nằm phía bên tay trái. Mà cô tiền đâu mà cô mua biệt thự dữ cô Loan? Đã tôi nói vậy đó, tự giờ không nghe sao, có sân bay. Rồi cái mình mới mướn con tôi, nó không có cho tôi đi hốt. Vậy là nó mướn người ta 100 bao vậy, 100 bao tiền cho người ta 20 bao. Còn lại là đó nó vô thẻ tôi. Ông Giang á, nước ngoài ổng thấy tôi có mới có sân bay. Mà có tiền ổng mới rủ cá độ thử tôi ăn ổng. Ổng có sân bay, ổng ngoại sân bay nước ngoài. Tiền đô không à. Rồi bắt đầu tôi ăn hết tài sản luôn, cái sân bay của ổng cũng về của tôi luôn. Ồ ghê vậy. Ăn hết trơn ổng rồi. Sân bay ở nước ngoài luôn. Của tôi luôn. Ở nước nào? Là cái nước của ổng là nước Hàn Quốc hay gì đó. Ông Giang, giám đốc Giang á. Ghê vậy. Ổng có công ty ở trong mình nè. Yeah. Đó tôi lên tôi làm công ty ổng đó. Cái tôi bị gãy tay. Cái sao lợi ổng gì ổng mới nhìn được đó, con tôi nó tặng đi, nó đi đi thi đấu nó ở nhà ổng đi mãi không đó, ổng mới biết mới rủ cá độ đó. Nhưng mà không ở biệt thự mà vô cái căn chòi này ở nè. Thì bởi đi ra là mới giữ. Tại ở trển còn xây cái nữa, khoảng nửa tháng nữa mới vô, rồi ở chổng đang xây cái nửa tháng mới vô. Mà mấy cái kia biết sao không? Nó đựng tiền thì nhóc chơi rồi. Đựng tiền mấy cái nhà kia thì đựng tiền, mấy nhà kế nữa thì cho cháu mượn ở đỡ vậy đó. Bà nào cũng đang xây nhà chơi. Đựng tiền đầy nhóc luôn hả? Tiền chứ. Bây giờ ở đây có tiền không cho con mượn hả? Ở đây thì không có nè. Biết sao không? Sao? Cha với gái tôi nó nói đâu dám để tiền cho tôi nhiều đâu. Ừ. Vì chúng giết sao? Có vàng nội vàng đeo không mấy chục cây cũng không có đeo được luôn. Trời. Có đeo được cái gì không? Hột sòn ha. Tôi nói hột sòn mà. Mấy đứa em tôi nói sao trời hột sòn bảo là đông bằng là mấy đứa kia nó đông bằng lon. Lon gì? Tôi nói cái hột sòn đông bằng lon luôn. Nói bằng lon gì? Không phải bằng lon nha. Con tôi nói bả đông bằng bằng thúng dạ luôn á. Hột sòn tôi để một hầm luôn á. Ghê thiệt. Hột sòn để một hầm mà chơi là ngủ ở trong cái căn chòi này luôn. Không có tiền chứ trơn mà. Người nào cũng đem lại đồ cho ăn nhóc trơn vậy đó. Rồi tối tôi ngủ ở đây luôn hả? Tối ngủ ở đây nè. Rồi lúc đó tôi ở chổng đang đợi xây nhà mới vô cái nghe cơn bão đó. Rồi con tôi nói mẹ bà về đây đi. Nhà ở đâu cũng có, chợ mới cũng có nữa nè. Mà tự nhiên cho người ta mướn bán thuốc tây rồi đuổi người ta nửa chừng đó. Đại gia vậy là cơ. Vậy là dì Loan là đại gia mà có biệt thự, có máy bay luôn, không chịu ở căn chòi. Để kể nghe nè, tôi cá độ ổng ăn 100 chiếc XH
100 chiếc du lịch, tôi cho cái 100 chiếc thác một ngày đó còn có 7 chiếc trên Bà Hảo á, con tôi cho. Còn á là du lịch là cho 55 chiếc, còn lại 45 chiếc. Rồi tôi ăn ổng 1000 chiếc, 1000 chiếc tôi lấy tiền hết trơn, còn 100 chiếc thì 100 chiếc tôi cho. Đập điện hay cái gì cũng cho hết trơn mà của tôi còn động lại là mười mấy chiếc. Đâu sao con không thấy đậu đây chiếc không, nào? Không có đậu đây chiếc nào hết trơn á. Rồi chiếc, ở đây có chiếc xe nào không? Không, trên Châu Đốc với Hòa Hảo không là con tôi thằng trai đó. Rồi cô đi xuống đây là cô đi bằng gì? Tại tôi đi bộ không á, có cái xe người ta cũng lấy xe đạp, người ta cũng lấy từ về ngoài tôi bỏ ra vô đây nè. Coi tôi nói cái nữa, có vườn ổi của tôi, vườn trái cây đồ của tôi không. Ngày qua lên Hòa Hảo vườn sen lớn dữ lắm. Mà vườn của mình mà nó vô nó bẻ của mình mà trở lại nó nắm tôi ra, nó nói tôi là cấp vườn của nó. Cái tôi thôi diện cấp vườn mày đi ra công an với tao đi. Ra công an nếu mà tôi thua á thì tao bồi thường, còn mày thua tao không có tiền thường tao bắn mày bỏ đó cho mày hay. Nó vậy cái bắt đầu nó không ra, nó trở lại rồi nó kẹt đâu chổng luôn. Ý tôi thấy nó nghèo kệ cho nó bẻ liền vậy, kệ nó đi không nói. Mình vô mình bẻ sen đi ngang, bẻ gương hay gương ăn hả. Nó nói tôi vậy tôi tức cái con tôi là Nghĩa đó. Nghĩa nó giám đốc ở trên Châu Đốc mà Hòa Hảo nữa, là giấy tờ đó là Nghĩa nó giữ trơn à, với nhỏ gái giữ. Trời. Nè tôi con nhỏ gái nó sang tôi là 200 miếng đất. Ôi. Ở nước Việt Nam mình còn nước ngoài ba nước là nó nói mẹ tôi sang bà luôn. Tôi nói thôi ra ngoài lạnh lắm, thử là tôi không có chịu sang trong này không. Bởi vì tôi mới cắt nhà nhiều lắm, chứ tôi cá độ tôi ăn được 100 mấy cái nữa. Ăn ông Giang á. Cô có mấy người con? Hai đứa. Rồi chồng cô đâu? Thôi rồi. Mười mấy 20 năm rồi đó. Hai đứa con cô là cũng là giám đốc không? Nhỏ rồi kia thì giám đốc ở Long Xuyên với giám đốc ở Long Xuyên với Chợ Mới. Nhà biết nhà ông Tấm Phi không? Nó là con nhỏ gái nó ở. Giám đốc ngành gì cô? Nó bên giám đốc ở bên mẫu giáo, chừng bên cô giáo thầy giáo. Thì cô đi về bao lâu mới về mấy căn biệt thự lần? Thoải giờ tôi chưa về luôn. Vì cái gì? Tôi lo tôi xây nhà không, cắt cũng cắt hồi từ tháng hồi Tết tới giờ đó. Mới xong hồi Tết tới giờ nha, xong từ cái đó là tôi chưa vô tính là mười mấy cái luôn hả? 16 cái mà chưa vô luôn. Là tôi sao nói cắt gì không chỗ ở mà cắt chi nhiều vậy? Cắt rồi con tôi biết nó nói sao không, có con nào vậy không? Nó nói bà mẹ sao tôi thấy bà nhưng mà bà ốm quá, bây giờ mình ăn tăng da vô chổng ha, mình nấu mâm, nấu lần cái 100 mâm 200 mâm ghê không? Đãi cái bắt đầu thấy ta ốm ta, bà nói đây rồi, người ta nói mẹ mình bệnh sida nó không ai ăn, bỏ ế với mẹ nữa. Thôi đi để cho bà ở ngoài em thẳng từ từ bà mập. Tao nói bà để mà tao ngoài tao chết đó chứ mập gì. Lớp nào á bằng đêm người ta vô á, người ta chích tao, người ta lấy máu tôi la nó vậy đó. Giờ đưa tôi vô, bây giờ mày muốn tao vậy mày vô nhà đi. Rồi một tháng một là thấy tao mập liền. Rồi đó là không thẳng á, từ từ ăn tăng da. Nó tính ăn tăng da mà vậy hoài, nó nói mẹ ốm ăn tăng da. Tao gặp mẹ tao sợ nữa. Rồi các cái nhà này có là ăn tăng da không? Trời ơi chạy mà ăn tăng da gì. Cái tôi có con nhỏ cháu 7 tuổi 6 tuổi gì đó. Nó nói gì nè, mẹ nói thôi về ở chung cho mẹ, bà ngoại ở chung với mày. Con không ở chung với bà ngoại đâu, bệnh lây thì sao. Nó nói vậy, nó không chịu ở chung đó. Nó nói tôi ốm quá. Rồi cháu ngoại là có biệt thự gì không? Trời ơi, nó có 7 tuổi mà nó hình như là nó 11 cái. 11? Còn con nhỏ gái tôi 30 cái, thằng trai còn 30 mấy cái. Rồi máy bay rồi sân bay rồi tùm lum. Máy bay gì có chân nên còn cái thằng nhỏ mà năm nay nó mới có 11 tháng à. Mà nó cũng có chiếc máy bay luôn. Máy bay nè, du lịch nè, xe XH nè. Biết tôi ruộng tôi nhiêu mình ơn tôi 3.000 công cho mướn, không? Cho mướn không. Thằng trai thì 3.700. Còn con nhỏ gái với con nó cũng 3.000 mấy, 4.000 công gì đó. 5.000 gì đó. Của ai nấy cho mướn gì đó. Rồi nè tôi có con nhỏ gái có một cái tàu đánh tàu biển là 1.000 tấn. Tôi cũng đang đóng một cái tàu 1.000 tấn luôn. Bề ngang 17 thước, bề dài nó 27 thước. Là nó đóng mấy cái phòng luôn rồi lớp nào để xe, mấy chiếc xe dưới rồi để giường, để chổng tùm lum phòng dưới, lớn dữ lắm. Rồi cô ở đây rồi cô nấu ăn ở đâu? Ăn cơm tiệm không? Cơm tiệm hả? Bữa nay là có tiền ăn cơm tiệm không? Hôm cái bà đó ra bà đưa tiền, bà cho tiền tàn là tôi tưởng ai cho. Gái tôi nó gửi lên từ từ. Đâu lấy con coi. Còn nhiêu à? Ủa sao mà đại gia mà còn có 30 mấy ngàn vậy? Đâu có nhiều, tôi 50, 100, 50, 100. Nói gì nè, đưa mẹ. Cái tôi mới tức quá. Cái này là ai cho? Cái cô bên đó đó. Nghe tôi nó đem lên đó đó. Nhưng nó gửi, lặng nó gửi bà 2-3 triệu. Nhưng bà đưa từ từ vậy đó. Không dám gửi nhiều cho cô hả?
Nó nói gì là gửi nhiều sợ. Cái tôi mới tức quá, tôi mới chửi nó quá. Cái ông cá độ mới gửi qua 50, 90 tỷ. Đâm hoài 90 tỷ nó không đưa. Tôi nói không mấy mày đưa tao 1 tỷ. Cái đưa gửi đằng kia 2 tỷ đưa cho tôi. Đằng kia tao không dám đưa luôn đó. Sao dám đưa ở trại này, sao dám đưa. Tôi nói đưa tao không chết nha mày. Thì sao không mướn nhà trọ mà ở trại, không mướn khách sạn ở. Sạn gì tới tính ở đây. Đặng tôi sẵn xây bên này nè. Cắt cái này xây bên đó đó. Xây thêm vài cái đó, như xây cái kho đây nè. Ghê quá trời, xây kho đựng gì nữa? Biết không, vàng không? Ở ngoài còn nhiều dữ lắm. Còn mấy cái nhà lầu mà đựng vàng là mấy cái ở nước ngoài á. Gọi là xây đặng kho, đặng đem vàng về đó. Cái kho đó là đem không đủ đó. Kho bên này nè, nhà chạy cưa này cũng gái tôi đó. Nhóm gái nữa đó. Thành thử ra nè, anh trai nó tính chút vậy nè, nói mẹ chút tôi đưa bà lên trên châu đốc nhà 8 tầng của bà cho bà ở mà nội ơi. Chứ ở đây giết bị chửi bị la quá trời, bị mấy ông như là ông ngoại nó người này người kia la vậy đó. Sao mày để mẹ mày gì hoài, nó để tôi nói tôi đưa bà đi hoài vậy đó. Cũng thôi là đưa lên cho trên thành phố nhà 9 tầng cho nó đang ở đặng cho bà ở quận mấy? Quận 4. Quận 4 hả? Đường nào? Đường đi về Bình Dương kế cầu An Sương á. Còn xương ra, còn gái thì nó xây đường ngang sân bay. Nó là nhà lầu 5 tầng 3 cái. Bữa hổm nó ăn tăng gia nó gãy 500 bao tiền. Ghê vậy? Tôi nói tới ở Việt Nam gãy tiền bị bắt là sao? Không bị bắt. Tại lên trển mình có nói công an đàng hoàng. Công an nói gì nè? Công an nói tại vì bao tiền, mỗi tờ tiền nhiêu tiền? Một giấy của con nhỏ gái trển là 500 không à. Còn cuộc cái sân bay của tôi nhỏ 200, 100, 50. Người ta nói gì nè, mới hỏi công an đàng hoàng nghe công an mới. Thôi tại vì cổ tiền nhiều quá, như gãi cho mấy người ta nghèo khổ với đi cho người ta nhiều lắm từ thiện á. Cho gạo lần mấy trăm bao không nghe, gọi là tiền là đi cho từ nhà vậy. Người 20 tỷ, 20 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ thì điều sao, hết. Sao không đưa con 1 tỷ nào mà đưa con có 30 mấy ngàn? Nó đưa lần con chịu trở lại à, nó mới đưa đâu, tôi ăn mới ăn thức thì. Mới ăn gì con, mới ăn gì? Hộp, nè hộp đâu lấy con coi với rồi. Sữa, trà sữa 15 ngàn. Trà sữa 15 ngàn. Đó tiệm đó đó. Rồi bữa nay cô ăn cơm, cô lo ăn cơm với gì? Hộp hôm nó đưa cho hai hộp cơm mà cơm tương mà cái hộp đó thì y nguyên với ba cái tàu hũ như sườn mình đó. Là mình cái đó mình khô gan nó không có, mình sợ nó thiêu mà nó không thiêu sáng ăn hộp đó. Nhỏ kiểu đưa hộp bún. Bún chưa ăn. Rồi cái căn biệt thự này mà ngủ nửa đêm nó mưa nó tạt không? Không, đừng bão nha. Đừng bão nó bay luôn căn biệt thự. Nếu mà nó bão thì tôi chạy qua cái máy cưa đó đó. Cưa của con gái tôi đó mà tôi không dám ở đó nữa. Sao vậy? Con tôi nói mẹ có bão, mẹ đi lên tuốt trên này nè. Đừng ở trong máy cưa, nhưng người ta nói tôi sợ sắt thép gì để biết đó. Sợ bão nhiều quá sợ. Cái nó nói bỏ đây nếu mà bão nhiều nó lấy xe nó rước. Rồi ở đây cô thay đồ sao? Cô tắm rửa thay đồ sao? Xuống sông tắm. Ở bên đó có nước nữa mà tại vì tôi không có như thao bọng đồ á, tôi mấy chuyến trước tôi có tôi để đây chúng lấy chân. Thao có nè, sọt có nè, rồi xô có nè, đổ đều để thí nè. Mà cái chạy lúc đó bằng hai chạy này nè. Nó dở trơn tôi kể ngàn. Em tôi chạy nó dở hết cái để nó cầm miếng lên nó để vậy nè cho thuê đất. Cái bắt đầu tôi cắt là ông kia lại ông hỏi thuê đất, tôi nói ai đâu cho thuê đất, nó bữa hổm thấy cầm bản. Cái tôi về ra tôi chửi quá, em tôi nói gì nè thánh thằng ô nhà bà nhóc hết trơn mà ba đất này cho người ta thuê mẹ nó rồi đi cắt nữa trời. Tôi nói bà mẹ đây 2 năm nữa sân bay tôi là đấu giá 2 năm nữa là nó mãn rồi. Mà đấu giá lợi nếu có được không, hai nửa này nè mình hốt mình cũng như thế. Nhưng mà cô nè, cô có của sao cô phe vậy, tao biết tao bắt mình sao? Công an không biết trơn, nó nói gì nè mình không phe, mình không nói ra thì mình sau này lỡ chúng lấy trơn rồi nói chuyện với ai. Nói mình giấu đó, giấu của thì ví dụ như lúc đó giấu của thì đem ra sau này có chuyện gì ra công an nói, sao lúc đó không nói, ngày giấu chưa. Ngày xưa có tiền có đánh bài đâu không? Hồi đó đánh bài, bây giờ có tiền không đánh. Đánh bài ở đâu? Đánh bài thì ở sớm vậy đó, tôi lên Bình Dương á, tôi mặn 10 năm, đánh bài trển đó. Rồi tôi bị bắt nữa, mà đều bắt công an không có bắt nghe, bắt rồi. Đánh lận nhiêu cô? Thì 50, 30, 100. Trận 100 ngàn hả? 100 ngàn. Trận đó tôi lên sao mà tôi gan quá, tôi dở 200, 100 gì. Tôi ăn toàn bữa đó rồi hình như là có 1 triệu cho mình rồi tôi ăn.
Sao mà cá lần mấy tỷ mà đánh bài lần có mấy trăm mà mấy chục hả? Lúc đó không có tiền. Lúc Mằng Bình Dương mình khổ mà không có tiền. Về đây nè, con trai với gái thì đấu mày đó mới cho được 10 chiếc bay vàng nó mới có tiền mày. Tới chừng nào được cái này nè, được cái sân bay mới có tiền, mới dám làm nhiều. Cái độ quá trời luôn, cái độ cái gì nè, 100.000 chiếc, 100.000 lần. Ông giám đốc bển trong cái gì đó. Có sổ ghi chép gì mấy sân bay đó không? Trời ơi trời, ông nội ơi, ngày nào tôi cũng cá độ chứ. Tôi ăn bà mẹ mà đều tôi ăn đây, con trai với gái tôi với bển á. Tôi biên bên đây thì nó bển á, nó vô máy trơn rồi, nó vô ấy trơn rồi. Có máy tính rồi luôn không? Có, nó vô trơn, không có, cũng như mình biên để mình nhớ thôi, bển nó có sẵn sàng. Bên đây nhiêu là bển nhiêu. Nó vô thẻ, nó rút thẻ lấy. Đó, sổ đâu, này là sổ ghi chép đó hả? Cũng như mình ghi, mình ăn, mình thua, mình ghi vô đây vậy nè. Rồi mà nhưng là tôi đợi tôi về nhà là ăn như kiểm như tiền nào ra tiền nấy vậy đó. Chú coi, chỗ nào tôi cũng ghi vô trơn. 100.000 lần. Gì? Cái gì? 103 triệu. Cái gì? 720 triệu. Cái gì vậy? 100.000 tỷ tiền đô. Ừ, đúng rồi. 100.000 tỷ, 103 triệu. Dĩ dĩ một cây, 1.000 cây vàng, 24 cây ga, ghê vậy con? Ừ, bên nhiều dữ lắm. Đừng nên coi, dài dài chỗ nào cũng có hết, coi điều hết đi. Ừ. Này cái đất nữa hả? Hả? Đất có, cái gì một cũng có chứ. Một miếng thẻ 10 cây, 100.000 miếng. Ồ. Ừ, là thẻ ấy đó. Thẻ vàng đó. 100.000 cây vàng 18. Hình như là vàng không có à? Vàng tiền gì có chứ. Có ai thiếu nợ mình không? Không có ai trong đó, nguyên trong đó chơi vậy. 10 chục. Nó dài dữ đó. Ngàn thẻ. Ừ, 10 chục ngàn thẻ. Bay vàng. Mày biết bay vàng đó, 10 chục. Một cái thẻ gì là 10 chục ngàn thẻ, 10 chục ngàn thẻ. Cô giữ gì? Ừ, nhiều dữ lắm, từ tại vì chú coi xương xương thôi, đều do luôn. Này tài sản mà để trong cuốn sổ này đó hả? Cuốn sổ con tôi để bển như cái này, mình như mình đi đâu đó, mình cái giỏng dọc đường mình ghi vô, chứ còn thằng trai với gái nó bấm máy chỉnh cho bển trơn rồi. Bấm máy tính trơn rồi? Máy tính trơn, nó vô thẻ bển trơn rồi, còn rút lượng rút tiền bển bên này đâu có nhầm gì đâu. Ừ, như giấy nháp vậy thôi à, mình chứ đâu có bển không đó. Mà thí dụ như nè, nó nói mẹ, bây giờ tôi muốn cho ai tiền trong mày ha, trong thẻ, còn bên kia riêng. Nó mẹ mày lấy ra 100.000 tỷ vậy nè, 1.000 tỷ vậy ha, là bắt đầu coi trong này là gạt ngàn tỷ thì bỏ. Là bển nó lấy lên cho người ta vậy. Con hồi con nhức đầu quá. Con nghe con nói tiền nhiều con choáng quá à. Ừ, tiền thôi đừng có nói nữa. Mà bây giờ cho con mượn 1 tỷ thôi. Bây giờ không có. Kêu bây chuyển giờ khoản cho con mượn 1 tỷ đi. Trời ơi, mượn gì? Đặng con đi giúp đỡ mấy người nghèo. Trời ơi, con tôi nó cho luôn chứ mượn. Nghe. Để tôi nói chuyện với nó. Có gì có điện thoại không? Không có điện thoại mà tôi nói chuyện. Tại cá độ gì cũng nói chuyện. Rồi nói sao? Thì chú làm tin tôi nói chuyện. Ừ. Nghe. Chú này chú hỏi cho chú mượn 1 tỷ đi. Như bố thí người ta đó giúp đỡ mấy người nghèo. Không biết cũng hỏi chú là ai? Dạ con người làm thiện nguyện. Cũng như người ta đi, cũng như mà đi phóng viên vậy chứ gì hả? Dạ. Ừ, cũng như đi phóng viên vậy đó. Cũng như là người nào, giờ như chỗ nào. Con Bùi Hồ. Hả? Con Bùi Hồ. Bùi Hồ là sao? Tên Bùi Hồ. Tên Bùi Hồ là ở đâu? Dạ. Ở đâu? Ở Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp. Cũng như thay về, cũng như đi phiên tiền chứ gì? Đi xin tiền cho những người kia hay gì đó. Tại vì con có nhiều quá để đó. Có tiền nhiều quá đó, rồi cũng như là đi xin cho mấy người nghèo đó. Ở điện thoại đâu? Không có xài điện thoại. Một lần xài bây giờ nghỉ rồi. Bây giờ nói nói chuyện là không, nó nghe nếu một chút xíu là nó chuyển tiền liền à. Nói ở đâu hả? Nó ở đâu không biết mà tôi nói nó nghe hết trơn à. Để tôi nói chuyện với nó chút. Rồi nói đi. Cậu chú hỏi xin 1 tỷ. Mấy bạn ở đâu? Nhà của mày đó hả? Có cái dù đúng không? Gì hả? Mẹ ở đâu? Đang xây nhà trống hả? Nó nói 2 giờ nữa là lên Bùa Hảo, là như nhà nó trên Bùa Hảo, 2 giờ nữa là nó ra đó, lên đó nó cho tiền. Lên đó nó cho 10 tỷ. 2 giờ nữa nha. Lên chân Bùa Hảo nè, tôi chỉ dễ lắm. Nè, qua cái đò đúng không? Qua đò đó chạy thẳng lên luôn, tới đèn xanh đèn đỏ không mà chạy thẳng lên luôn là ba cái nhà ngói. Dọc ba nhà ngói mà ngay chẳng và nhà ngói giữa đó là tên, nói là tên con tôi là Bùi Trọng Nghĩa đó, mà nó đi thi đấu ngoài, nó để là tên Hải, là cũng như nói là Nghĩa Hải, Hải Nghĩa là nó đó.
Tài sinh có 1 tỷ cho tới 10 tỷ như vậy. Cho 10 tỷ luôn. Tại người ta tiền nhiều mà. Rồi đó là nó nói 2 giờ nó ra, nó hứa là đặng nó rước tôi đi nữa nè. Đi đâu nữa con? Đưa tôi đi về nhà, lên nhà 8 tỉnh Châu Đốc á. Nhà ở trên Hòa Hảo tôi mấy tầng, mấy cái nhà trên nữa. Đại gia mà ở Chòi Lá. Mà mới ở đây nè, bởi vì ai cũng, ta cũng không biết chân, mà nói không ai tin chân. Nó cười cái tôi nói kệ. Thế nào mình đi lên trên 9 tầng, 8 tầng mình đứng trên. Mà tới 8, 9 tầng lên đó là ăn tăng gia không đó. Tiền nhiều quá, con có đi bố thí ai không? Con tôi đi bố thí không, liền liền luôn. Còn cô? Tại vì tôi đâu có đi, tôi đưa cho con tôi không à. Sao con không đi bố thí? Tại vì tôi nói Nhung với Nghĩa nó, mẹ ở nhà đi, hai chị em nó với đứa cháu 7 tuổi, 6 tuổi đó, với dì của nó. Bà kia bà mập mập hơn tôi nữa. Là bà cũng thi đi thi đấu đó, bà Thu á, tên dạ. bà Thu đó. Lại dưới còn đứa ngăn chị nữa, ngăn chị là con thằng Út cũng thi đấu nữa. Là chuyên môn mấy đứa đi đó với thằng Hải Nghĩa. Cô theo đạo nào cô Loan? Tại Phật giáo Hòa Hảo. Vậy hả? Cô thuộc câu nào có đức thầy nói không? Tôi quên hết trơn. Tôi không có, mà nhưng tôi không có quan tâm tới cái đó nữa. Có thường ca hát rồi không? Ca hát thì lên tỷ như ống như là đám tiệc này kia đó, thí dụ như là với ca lợi mà mấy người chị em rồi xúm lợi ca vậy đó, các giọng cổ ca nhiều ống đó. Không, ca nhạc nhiều. Đâu hát thử đoạn con nghe nó coi hay hát, không không gì hát hơi hát được đó. Ngâm thử đoạn ơi, đoạn nào hát thử ca nhạc không mà ca cũng như bản âm gõ cửa trái tim. Gõ cửa trái tim để con nghe. Mà không được, có cái đó, có cái ống đó tôi cầm mới được, tại tôi không có thuộc. Có mở cao kê rồi cho người ta đó không? Là tôi cầm ống đó, tôi dòm đó tôi ca được trơn mà, nhưng ca tôi không có thuộc. Ca dòm chữ thôi mà. Bây giờ cô quá trời nhiều tiền, cô ước muốn gì không? Cô ước muốn gì, tôi chỉ tôi vô nhà nè ha. Tôi có tiền, cũng như là ai nghèo khổ tôi làm, tôi giúp đỡ người ta. Còn thôi là tôi ở nhà lâu lâu tôi đi du lịch giải trí vậy thôi. Đi du lịch cô thường đi ở nước nào? Nước ngoài là không có máy bay đó, mà con tôi nói gì nè, tôi chưa chịu đi nước nào hết trơn, tại tôi không có chịu lạnh được. Có đi là tôi đi như là Gạch Giá, là đi chỗ này chỗ kia vậy đó, chứ còn mà ở nước mình nha, ra nước ngoài thì tôi không chịu đi, có máy bay mà không chịu đi, mà chưa biết lái nữa. Mà con cháu tôi có 7 tuổi mà nó lái hay dữ lắm. 7 tuổi lái máy bay? Trời, lấy không ai lấy lợi nó luôn, nhỏ gái á, là nó thi đấu ha, không ai lấy lợi nó luôn. Người nào mà đánh được nó dễ gì, rượt nó chạy vòng, bị nó có người gió. Chạy vòng, hồi là cái thằng đó té cái ịch liền. Anh lấy cây nó bút, cầm khúc chuyện chai bằng vàng. Vậy là dì Loan ở đây giữ đất hả? Tính 2 tuần nữa là nhà chổng vô rồi. Con tôi nó nói gì, mẹ ơi, bà ở gác 2 tuần nữa bà về chổng đi, còn đất này ta xây kệ người ta ở đây, bà giữ đất hoài. Cũng như tôi sợ như mấy người kia nó phá hoài nè, đám mía tôi nguyên vậy nó đốn hết trơn đó. Cái nó nói gì nè, bả đắt cát chân, ý là tính đủ gì chổng đặng làm xúm lần nhau lần lấy đất đặng bả cách nhà để tôi ở đây tôi giữ. Rồi coi tao nói em ở trong này cũng có tính cắt rồi mà lộ đó, cắt mà lộ đỡ đi rồi hả, cắt xây trong này. Cô có được mấy bộ đồ? Nhóc bộ hết trơn. Tôi lấy con coi coi. Rồi được. Dạ này đem theo đó ha. Đại gia mà không có được cái bị luôn mà có đúng cái rồi à. Tàn là vậy không đó, có đồ mới không trời, đồ đẹp không vậy? Nhóc đồ hết trơn luôn, mà có bặn gì đâu, ít xỉu bặn thôi luôn. Được rồi, nhiêu được rồi. Đồ mới treo trên này nè, đầm cũng đồ không đó. Trên này là trời ơi, đôi dép mà mua 180 ngàn, chưa mang luôn, mua ở trỏng còn cái áo 250 ngàn. Ủa sao người ta mặc đồ bạc tỷ chứ cô mặc có 100 mấy vậy? Chưa vô nhà, chừng nào vô nhà hả? Mới xin tỷ mà cô cho 10 tỷ mà. Đúng rồi, mà bởi vậy chừng nào vô nhà mới sắm còn đi khơi ngoài. Bây giờ có nói với gái cô được rồi. Làm sao nói với con gái tôi làm sao? Cô hỏi con gái cô ở đâu, đang gì, đang lấy máy bay hay gì, hỏi nữa coi. Nhung mẹ đâu Nhung? Thôi hai đứa nó đang xây nhà. Tại vì tôi mướn đó, không phải tôi nói mẹ. Nói gì nè, tôi xây cái nhà chổng 2-3 tầng hai đứa. Tôi mướn nhỏ gái nha. Bây giờ tạm thời là hai đứa gửi tỷ cho con, gửi cô tiền con cơm được không? Thấy không? Mất công chú. Lấy không? Nghĩa, chú này chú nói chú gửi tiền cho tao ăn cơm. Rồi, nó lấy đi rồi con lên con đưa lại.
Rồi, bởi vì mấy người này cho tôi nè, cái Nhung nó mấy bà cho nè em. Con gửi cho cô nè. Vậy thôi tôi cảm ơn nha, tôi cũng cỡ này không có tiền xài. Cuối cùng là đại gia không có tiền xài. Trời ơi khoe quá trời khoe mà cuối cùng cỡ này tôi không có tiền xài. Nhung nghĩa chú này cho 200 đó nghe mày. Biết tiền của bác anh chị. Cho 200. Lát nữa lên cho lại 10 tỷ đó nha. Chặn mày tặng cho chú một chiếc nhẫn luôn. Rồi chú muốn xin xe XH hay là xe du lịch gì không? Du lịch đi. Du lịch xe 4 chỗ hay là 6 chỗ? 4 chỗ, bây 4 giờ chỗ đi xe đa gắn máy. 6 chỗ cũng có mà 12 chỗ cũng có. Rồi nói đây con. Vậy là xin một chú này xin chiếc xe 4 chỗ nghĩa ơi. Ừ lấy xe Thúy An cho đi. Ừ. À chú này nói xe du lịch thôi, XH là chú không xin. Chứ nó phải xin XH cho luôn, chiếc XH luôn. Hai chiếc lượt luôn. Cặp điện luôn, ba chiếc luôn, ai xin nhiêu cũng cho hết chứ. Vậy là xin du lịch 4 chỗ phải không? Khoảng 2 giờ lên. Vậy là cho chiếc du lịch với là 10 tỷ. Ừ. Khủng khiếp không? Với thêm một chiếc nhẫn nữa. Chiếc nhẫn vậy hộp sòn hay là vàng? Muốn hộp sòn thì hộp sòn, mà muốn vàng thì vàng, tùy theo. Dạ. Ừ. Vàng thì là một chiếc nhẫn, nếu mà vàng 24 thì cái khâu 5 chỉ, còn nếu mà vàng 18 thì khâu 2 chỉ là có hộp. Mai mốt này cô gắn máy lạnh không? Nóng quá. Ở vài bữa đây là nó cắt bên kia rồi. Dễ gì nó rước tôi về bên kia, nó chạy nó nói bỏ thí đi, đặng nó xây bên này. Rồi còn nhẫn hộp sòn thì hộp sòn, tùy theo muốn hộp sòn 100 ly. Cô ở đây bao nhiêu lâu rồi dì Loan? Ở đây hả? Cũng như là che chạy phải không? Rồi tôi cũng như cái đợt trước tôi che tôi ở hồi tháng 7 tháng gì đó. Ủa tôi che hồi tháng 2 tháng 3 gì đó. Dạ. Rồi cái tôi mấy bà tôi mới ra mấy chị tôi á. Với em nụ ra rước tôi về cái đứa rước chuyện chiêu không? Rước về đặng cho nó vô đây nó cá độ nó ăn nó cho mình. Dạ. Nó vô ở chổng đó rồi bắt đầu cắt chạy chổng. Lo làm đi lo cá độ hoài. Rồi hết rồi nghỉ rồi. Nghỉ cá độ nghe. Ơi ăn ổng hết tài sản luôn còn đâu nó còn cá. Ờ. Ổng hết tài sản rồi cho ổng lại nghỉ ơi nhiều dữ lắm tiền quá trời rồi đâu có cá. Bây giờ trước tiên á là trưa nay á là mua cơm ăn. Nha. Có đồ ăn rồi. Đâu ăn gì? Nó cái hộp bún đó hộp đó. Hộp mấy hả? Bên kia tôi xớt qua đó để nguyên có ăn được. Bún xào. Ừ, nguyên đó. Có hộp bún mà. Ăn cơm rồi. Cô lụm mấy chai này chi vậy? Mấy cái chai nước này nè uống nè, cũng như nước lọc mình nó uống còn chai đó biết không? Đi qua bên mấy cửa của con tôi đó, lấy nước đó về để dành rửa mặt súc miệng này kia. Trời ơi. Ừ. Nghĩ sao mà con mà ở nhà lầu biệt thự mà mẹ ở cái trại nhỏ xíu. Nó ở chổng thì nó ra nó kiếm quà không gặp cái. Nè, nó gửi tiền ở dưới kia. Gửi tiền ngàn tỷ không mà bây giờ. Nó gửi lần 100 triệu, 200 triệu, biết là nó gửi 2 tỷ mà người ta không có đưa tôi. Người ta không có đưa. Gửi quà người ta không đưa cái nó lấy lại nó lao sùm quà. Ngày xưa cô học đến lớp mấy cô gì đó? Học tới giờ học 2-3 công đoạn như học nửa chừng rồi tôi nghỉ rồi sao lại cái tôi học lên tới như lớp 6 hồi bổ túc thêm đó rồi mới đi thi gì nè tốt nghiệp tôi đậu là cũng như người ta cho mình làm cô giáo mà đó là không cô giáo hiếm có lắm nhưng người ta nói vậy nè cô giáo về dạy lớp mẫu giáo mà vừa dạy vừa học thêm còn ông già không cho ông già nói gì nè nhà cũng ơn tay nó mằng cho nó đi rồi ai đâu mằng. Dạ. Anh thử ra không cho tôi đi rồi tôi ở nhà tôi bằng gãy không. Thôi dì Loan cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Cái căn chòi của dì Loan không ở mà ở biệt thự cột cái dây bẹ như tôi thế này nè. Cột dây bẹ mà. Có ngày mốt tôi vô biệt thự rồi. Mai mốt vô biệt thự. Vậy là ê chú ở Đồng Tháp là ở lúc nào? Rồi vậy đi nào nè. có điện thoại con hay. Để nó nghe nè, con gái tôi ở bên đường đó nó ở lớp giò bên đó. Nhà lầu nó cách 5 tầng bên đó nữa. Dạ. Tiếp Nhung á. Dạ. Có gì á thì thôi có nửa lên 60 giây là biết. Miễn có thằng tăng gia ở đâu đó lên 60 giây thì chú coi 60 giây đó cái chú đi tới. Điện thoại mà khỏi cần cái điện thoại cho con mình mà khỏi cần cái máy điện thoại luôn trời. Khỏi luôn tôi cá độ với ông nước ngoài là nói chuyện qua nói chuyện lợi vậy đó. Bây giờ điện ổng coi nghe được không? Ông nước ngoài phải không? Để tôi hỏi ông. Chú Giang ơi. Có người hỏi thăm ông nè. Ông nói đây nói chuyện với người đó tao biết rồi từ giờ tao biết rồi. Nói gì? Rồi ông còn cá độ nữa không?
Ông nói cá gì nữa tao còn cà không cá gì nữa. Ông nói đi chó mày theo ngồi mày chọc tao hoài nghe. Tại chú này hỏi thăm đó. Nên nói, ông nói cái thằng kia mày có tiền không mày đưa nó nhiều nhiều đi chút lên đây tao đưa lại. Thằng nào ông tốt lắm. Ông có đổi tôi ăn được cái ông mướn công an đó nghe. Đem mướn công an ông chuyển xuống bưu điện là 91.3 tỷ. Cái tôi nói thôi cho nhỏ bưu điện đó 300 ngàn. Ông nói cho gì 300, cho 1 tỷ 3 luôn đi. Cái tôi nói cho 1 tỷ 3 luôn. Cái con gái tôi ra nhận 90 tỷ. Tới giờ nó còn chưa đưa tiền tôi nữa. Dạ. Nó ôm vô hoài vậy đó. Nó sợ đưa tiền tôi chết không à. Dạ. Thôi hôm nay thì con đến đây con gặp dì Lon thì dì Lon cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Ừ. Hôm nào ghé ngang thăm cái căn biệt thự của dì Lon nữa. Con chào dì. Nè cho tôi 200 tôi cảm ơn nha. Để nữa thì con tôi rồi nữa sau gặp lại. Nữa lấy lại mừng tỷ. Tôi cho nhiều lắm. Dạ. Thôi cảm ơn dì ha. Ừ. Thôi mọi người đi ra cô bác với anh chị à. Ở đây nó nóng quá. Cái căn chòi của dì thì nó nằm lọt thỏm ở dưới một cái không gian như thế này nè cô bác với anh chị. Cô bác với anh chị thấy không? Dì này có vẻ như là bị hoang tưởng về tiền bạc đó cô bác quý anh chị. Thì nên dì nói chuyện khá là khó hiểu. Nên Bùi Hồn muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị về cái hoàn cảnh của cô ha. Cô giống như là bị bệnh hoang tưởng á. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị sau ha. Để hôm nào có dịp ghé thăm cô. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ha.